khu vực này có một con cây bạc mã nha anh em. Có một con chim. Đây, chim đang nhỏ quá, mình không bảo. Là cái đêm hai em đang đi tập luyện. Có công mai trắng, có ngày sẽ nên kiếm thôi. Quan trọng là chỗ nào thủ nhiều. Căn bản đó là thứ nhất. Cho dù con chó nó giỏi chủ và luyện giỏi bẫy thì cơ không có thủ với chó cũng chẳng giỏi được. Em bạch này là chút khảo cực ác. Minh Tuyền chuyên tuyển cho phán hay nha, cho hắn giỏi, ai cần mua thì liên hệ cho mình nhé. Chỗ mình dưới cũng ít thủ rồi, mình cũng cần bán mấy con. Khu vực rầm rạp đó. Cây chứ không. Con là bắt được hơi chim hơi con đi đi tìm rồi. Ôi.
Đợt này mình rảnh, mình không bận làm gì mất nên mình có thời gian quay video cho các bạn xem được. Chứ nếu không thì mình bận. Chó đi đường, người đi đường. Đấy rồi, mình bắn con chim mình ạ, con bị bịt đầu tiên nhá. Đây đây, tao máy này, là mình bắn này ạ. Mình vàng mình tìm được khởi, bắt được khởi này. Đấy, đây, đây, con cho trắng. Và mình đã bắt được khởi nữa. Bắt máy đi mua luôn. Lại ui đang lạnh hơi đấy. Vàng giỏi lắm. Tìm mới đi. Giỏi giỏi. Nói cho anh em nhé, khi nào có được còn gì mình sẽ quay anh em xem nhé. Chúc anh em một buổi sáng thành công tốt đẹp và vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh, ủng hộ mình cho mình một like nhé. Mình xin tạm dừng video tại đây.